Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Phi Hoàng Channel. Mẹo vặt xử lý mùi hôi và nấm mốc trong xe ô tô. Cùng tham khảo những mẹo vặt đơn giản để khử mùi hôi và nấm mốc trên chiếc xe ô tô của bạn dưới đây. Mùa mưa như thế này là thời điểm thuận lợi nhất để các vi khuẩn và nấm mốc phát triển, đặc biệt đối với ở khoang nội thất ô tô có nhiều chi tiết nhỏ, góc cạnh khó phát hiện, dễ là càng làm cho các cái vi sinh khuẩn sinh sôi nảy nở và tạo ra mùi hôi khó chịu trên xe. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng làm biện pháp lau sạch các bề mặt. Dùng một miếng vải mềm để lau các bề mặt nhựa, gỗ, kính và kim loại trong xe. Nếu muốn dùng thứ khác ngoài nước ấm, nên dùng chất tẩy rửa loại nhẹ vì chúng an toàn cho phần lớn các bề mặt, và dùng nước lau kính cho các bề mặt kính. Với ghế da, nên sử dụng chất liệu làm sạch da thích hợp. Nếu không phải là một ngày nắng thì nên mở cửa hoặc là hạ kính trước khi thực hiện các bước làm sạch. Đừng quên lau dọn và lau sạch cả hộc đựng găng tay. Thứ hai, dọn thảm ghế trước khi hút bụi. Sử dụng bàn chải mềm nhưng chắc chắn để quét sạch bụi bẩn và vụn rác trước khi hút bụi cho xe của bạn. Luôn dùng nước sạch và liên tục thay nước, vắt sạch nước để tránh nước đọng trong xe của chúng ta. 3. Hút bụi. Bỏ tất cả tấm lót sàn có thể tháo ra, hút bụi thảm trải sàn xe và ghế xe. Đặt vòi hút vào trong các góc khe ghế, ngả lưng hết cỡ để có thể hút sạch bụi bẩn ở các khe. Xịt chất khử mùi lên thảm và để một lúc trước khi hút bụi. Điều này có thể giúp giảm mùi khó chịu trong xe của chúng ta. Đừng quên hút bụi cốp xe nữa. Thứ tư, làm sạch hơi nước trong xe. Sau khi mà hút bụi, nên làm sạch hơi nước đọng lại bằng cách sử dụng chất tẩy mùi chuyên dụng kết hợp cùng một máy hút, máy làm sạch hơi nước, máy hút ẩm hoặc là cái máy sưởi, lau chùi các bề mặt hoặc thảm sàn để giúp sạch bụi bám lại. Nên sử dụng chất tẩy mùi thích hợp. Tiếp theo, dùng baking soda. Với mùi thức ăn, đồ uống hay mùi nôn chớ bám trên ghế, bệ, cửa xe hay sàn, hãy dùng một ít bột baking soda rắc lên các khu vực cần rửa khử mùi trong khoảng 3 tiếng, rồi dùng máy hút bụi hút hết phần bột này và dùng khăn lau sạch. Baking soda cũng có khả năng là hút ẩm, đồng thời khử mùi rất là tốt. Bạn có thể cho baking soda vào trong các túi vải và đặt chúng rải rác trong xe. Chú ý các góc nhỏ dễ ẩm mốc xe. Dùng cà phê. Mùi hương từ hạt cà phê có thể át các mùi hôi trong khoang nội thất của ô tô. Hãy tận dụng bã cà phê để chúng vào một chiếc khay nhỏ và đặt xuống sàn phía trước, phía sau khoang hành khách. Nên để ít nhất vài giờ đồng hồ hoặc là để qua đêm. Chất caffeine trong cà phê sẽ át các mùi khó chịu, đồng thời tạo mùi hương dễ chịu trong khoang nội thất. Bên cạnh đó, có thể dùng túi cà phê khử mùi trong xe hoặc để hạt cà phê đựng trong cốc nhỏ và đặt trong khay đựng đồ trên xe. Sử dụng túi thơm và sáp thơm. Ngoài các sản phẩm khử mùi chuyên dụng, cũng có thể là sử dụng túi thơm, sáp thơm giúp xe thơm ngát, loại bỏ mùi hôi khó chịu ở mốc trên xe. Khi sử dụng sáp hay túi thơm, nên sử dụng các cái sản phẩm chiết xuất từ hương liệu tự nhiên, an toàn cho sức khỏe, nên đóng nắp sau khi mà sử dụng lên xe. Trên đây là những cái cách khử mùi trên ô tô hiệu quả và đơn giản mà bạn có thể lưu lại, tự mình làm, sử dụng ngay khi cần. Chúc bạn thành công và có những trải nghiệm vui vẻ suốt hành trình. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Phi Hoàng Channel. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ngay phía dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại.